Công an tỉnh Hưng Yên vừa đề nghị truy tố y sĩ Hoàng Thị Hiền, 49 tuổi, về tội vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh. Bà Hiền là người đã thực hiện thủ thuật nông bao quy đầu, khiến 103 trẻ mắc bệnh sùi màu gà. Theo cơ quan chức năng, bà Hiền làm y sĩ tại trạm y tế xã Mễ Sở, huyện Khoái Châu, được Sở Y tế Hưng Yên cấp chứng chỉ hành nghề, thực hiện chuyên môn kỹ thuật của điều dưỡng. Nhưng để có thêm thu nhập, người này đã tự ý mở dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà. Trước đó thấy con bị chứng hẹp bao quy đầu, nhiều phụ huynh đã đưa đến cơ sở của bà Hiền để chữa trị. Mỗi lần thực hiện thủ thuật nông bao quy đầu, bà Hiền thu phí từ 300.000 đồng đến 520.000 đồng cho một ca. Sau khi được nữ y sĩ thực hiện thủ thuật, bộ phận sinh dục của các cháu nhỏ xuất hiện nốt mụn nhỏ. Đến khám tại bệnh viện, các bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh sùi màu gà. Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định trong quá trình làm thủ thuật nông giãn bao quy đầu, y sĩ Hiền đã không sát khuẩn đúng quy trình các dụng cụ, khiến nhiều trẻ bị nhiễm virus HPV, dẫn tới hơn 100 trẻ bị mắc bệnh sùi màu gà.